Kính chào quý khán giả của kênh Phật Pháp Nhiệm Màu, với mong muốn cập nhật những thông tin mới nhất của Thầy Thích Minh Tuệ tới khán giả của kênh, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực của một bậc chân tu giữ nghiêm giới luật suốt 6 năm qua. Chúng tôi đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau tổng hợp từ nhiều nguồn cập nhật những hình ảnh của Thầy Minh Tuệ mới nhất mà không làm ảnh hưởng đến việc tu tập của Thầy. Thầy Thích Minh Tuệ tu theo hạnh Đầu Đà theo đúng giáo lý từ Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy Thầy không tu theo pháp môn tịnh độ nhưng theo đúng lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy. Bất cứ ai tu đúng pháp Phật dạy dù pháp môn nào mà là bậc chân tu giữ nghiêm giới luật chúng ta cũng đều nên tán thán. Không những vậy, trong rất nhiều chia sẽ Thầy Thích Minh Tuệ là một trong ít những sư thầy tu theo Phật giáo tiểu thừa nhưng lại luôn tán thán tất cả pháp môn, đồng thời khuyên mọi người niệm Phật về Tây Phương. Hy vọng hình ảnh chân thật của một bậc chân tu sẽ là tấm gương khuyến tấn đồng tu tịnh độ giữ giới và niệm Phật sớm vãng sanh cực lạc. Ngày hôm nay, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người đã có mặt tại gần khu vườn nơi Thầy đang tu tập, mong muốn đảnh lễ và cúng dường Ngài như Ngài tiếp tục đi khất thực trong khu vực sinh sống. Trong khi đó, các thầy khác nhận tin Thầy tiếp tục khất thực đang tức tốc lên đường về nơi Thầy ẩn tu. Đặc biệt là Thầy Minh Tạng vượt nhiều trở ngại tiếp tục lên đường gặp Thầy Minh Tuệ. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô.
hôm nay ngoài thầy Tuệ Minh đã đến được Gia Lai gặp thầy Minh Tuệ, các thầy khác vẫn đang tiếp tục bộ hành tới Gia Lai gặp thầy Minh Tuệ. Đặc biệt là thầy Minh Tạng, cha của thầy và gia đình đã tới gặp gia đình thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tạng sau khi quay về lấy căn cước công dân đã tiếp tục bộ hành về gặp thầy Minh Tuệ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà